Dạ rồi. Càng em mà đuổi luôn hả? Được rồi đi. Qua luôn tí rồi. Qua luôn lẹ tí. Lẹ tí. Tại kia luôn dướng đầu. Ừ. Qua luôn. Ừ. Rồi, dướng rồi. Súp ọt. Giờ thôi. Kéo lên Lùng Hải ơi. Ăn còng dữ hả? Còng dữ tí. Con cá mừng quá. Bắt anh vừa mình. Rù kéo còng con tí quăng lên luôn. À thôi tâm con rồi thôi. Anh bắt con này hết giờ rồi. Anh xả bên dưới chạy đã lắm anh. Thiệt bả cho người khá. Xả bên dưới nó chạy. Rồi, tới chuyện này rồi. Sao tí? Tí hay sao tí? Không sao đâu, đấy nó dướng vô mấy cái đồ bấu đó mà. Mà tí là một ngày bắt con cá yếu quá ta. Tí là nãy cầm không kể lên cái đĩa thẳng gần à. Rồi 11 ký. Hôm nay tí vượt cục thành công nha anh em. Bò này bắt phê lắm. Đó. Bò 10 á. Kêu nó qua coi chứ. Cá lên nè. Cá lên nè anh ơi. Chịu khó cực khổ mình mới thành quả. Luôn. Mời anh em. Mời nha. Chụp phơi. Nó sai quýt điểm dài là đúng không? Má con bò đúng ốm luôn. Ủa cặn này của anh mà. Dài mà. Bò vô qua kia đi. Bò này bò ốm. Má nó ốm kìa. Má dựng này nó lì lì. Con nè, con đi mực một ký hơn. Bà con nha anh em, bà tơ nha, bà tơ Củ Chi. Má đây rồi. Kia bà. Ok nha anh em, không chạy về nha. Giờ đây hả? Cho em chụp con cá nha. Rồi hả? Biết rồi nha. biết rồi nha. Rồi thả cá luôn nha anh em. Quẩy nha, đủ ướp bao á, thịt dài vậy á.